Vâng, còn quay trở lại với thủ đô Hà Nội của chúng ta trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy là bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 thì Hà Nội cũng đã bắt đầu thực hiện những câu chuyện để có thể giúp cho chúng ta có thể đảm bảo được việc phòng chống dịch COVID-19 một cách tốt hơn. Trong ngày hôm qua thì Hà Nội cũng đã ban hành một số những cái công văn để giúp cho người dân có ý thức hơn trong câu chuyện là chúng ta cần phải thực hiện giãn cách dần dần và chúng ta cũng sẽ phải quay trở lại với một cuộc sống mà ít sôi động hơn, ít những cái hoạt động ngoài trời hơn. Thưa quý vị, liên quan đến một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sinh năm 1979 ở nhà ở ngõ 64 Phan Đình Giót thuộc phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân thì ngày 18 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cũng đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời 3 ngày từ số nhà 33 đến số nhà 51, gồm có 12 hộ dân ngõ 64 Phan Đình Giót để có thể phòng chống dịch COVID-19. Theo điều tra sơ bộ thì liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở ngõ 64 Phan Đình Giót thì có 8 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cũng đã phối hợp với phường Phương Liệt lấy mẫu xét nghiệm 5 trường hợp F1 trên địa bàn, 59 mẫu liên quan đến khu vực phong tỏa, đồng thời chuyển bệnh nhân F0 đến bệnh viện Thanh Nhàn để có thể điều trị và chuyển trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Cùng đó, thì Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã xử lý khử khuẩn toàn bộ nhà và khu vực xung quanh nhà bệnh nhân. Được biết, bệnh nhân mắc COVID-19 tại ngõ 64 Phan Đình Giót này có liên quan đến trường hợp COVID-19 ở địa chỉ 31 Hàng Mắm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.